xin chào các bác, chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube Thi Nguyễn. Trong clip này em xin giới thiệu đến các bác một sản phẩm đồng hồ đeo tay size 5 đến từ thương hiệu Citizen, có mã số 362, đồng hồ second hand, hàng đã qua sử dụng. Hàng em bán ra bao nguyên bản, nguyên zin, bao quạt cầm hoàn hảo, bao bộ máy chỉnh xịn sa băng cho các bác sử dụng. Đồng hồ automatic chạy tự động 3 kim 2 lịch, lịch ngay vị trí 3 giờ thể hiện các thứ trong một tuần và các ngày trong một tháng. Size của đồng hồ là 39, cả núm chưa tính núm là size 38 cọc số nổi. Ngay vị trí 12 giờ là logo nổi đến từ thương hiệu Citizen. Ngay vị trí 6 giờ là hàng chữ Sephanta V2, 22 Zevel, 22 chân kính và phía dưới là hàng chữ da băng. Vỏ và dây đồng hồ bằng thép không rỉ, rất là bền và sắc đẹp theo năm tháng. Ngay chốt khóa của đồng hồ cũng rất thắt Citizen nè. Ngoại hình còn đẹp xuất sắc như vậy, đồng hồ automatic chạy tự động. Mặt của đồng hồ màu xanh cát rất là đẹp, còn chảy tia như vậy. Giá bán của đồng hồ này là 1.500.000. Các bác vui lòng chuyển khoản đủ giúp em, sau đó cho em xin địa chỉ, em bao luôn phí ship tận nơi. Khi các bác nhận hàng không cần thanh toán hay bất kỳ chi phí gì nữa. Và đây là mặt đáy của đồng hồ, đầy đủ thông tin và số series của đồng hồ. Đồng hồ automatic chạy tự động, số series là 20700299. Số series rất là đẹp nha. Giá bán rất là mềm, chỉ có 1.500.000. Mình đã xong một cái đồng hồ rất là xịn, rất là đẹp đến từ thương hiệu Citizen để các bác đeo theo dõi giờ và sử dụng hàng ngày. Và đây là bộ máy của đồng hồ, bộ máy chỉnh xịn da băng đến từ thương hiệu Citizen cho các bác sử dụng. Đập vào mắt mình là hàng chữ Citizen, 22 Zevel, 22 chân kính. Phía dưới là hàng chữ da băng, rất là nhiều viên đá ruby nằm rải rác xung quanh bộ máy của đồng hồ.